Bắt đầu từ 4 giờ ngày 1 tháng 12, những chuyến xe trung chuyển đầu tiên đã đưa đón hành khách từ bến xe miền Đông mới về nhà và ngược lại. Chuyến xe này là hoàn toàn miễn phí cho tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ di chuyển tại bến xe miền Đông mới. Theo đó, tất cả các quận huyện thành phố Thủ Đức đều được xe đưa đón miễn phí trừ quận Cần Giờ. Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang, đơn vị vận chuyển cho biết dự kiến đơn vị sẽ quy động khoảng 250 xe trung chuyển để đưa đón hành khách. Sau khi hành khách đặt vé, toàn bộ dữ liệu này sẽ được chuyển qua đơn vị quản lý là bến xe miền Đông mới. Theo đó, các thông tin của khách hàng, của các đơn vị vận tải, Phương Trang sẽ không nắm. Phương Trang chỉ nhận dữ liệu từ bến xe miền Đông mới để đưa đón hành khách tận nhà, miễn phí. Để đáp ứng nhu cầu của hành khách, Phương Trang sẽ tổ chức 15 phút một chuyến về các quận huyện để hành khách không phải chờ lâu. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản chấp thuận đề xuất của Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang Futa Bus Lines về việc thực hiện dịch vụ trung chuyển miễn phí hành khách cho các đơn vị vận tải hoạt động tại bến xe miền Đông mới. Sở Giao thông Vận tải ủng hộ đề xuất này của Phương Trang. Đồng thời, theo Sở Giao thông Vận tải, đây là phương án nhằm tăng cường dịch vụ hỗ trợ hành khách đi và đến bến xe miền Đông mới.